U17 Nhật Bản dự định xoay tua ở trận đấu với U17 Việt Nam. Huấn luyện viên Moriyama của U17 Nhật Bản úp mở về việc xoay tua đội hình ở trận đấu với U17 Việt Nam tại bảng D vòng chung kết U17 châu Á 2023. Theo lịch vào lúc 17 giờ chiều nay ngày 20 tháng 6, U17 Việt Nam sẽ đối đầu với U17 Nhật Bản trong lượt trận thứ hai bảng D vòng chung kết U17 châu Á 2023. Đây là trận đấu có ý nghĩa rất quan trọng với cả hai đội trong việc cạnh tranh tấm vé đi tiếp. Chia sẻ với truyền thông trước trận đấu, huấn luyện viên Moriyama cho biết vòng bảng có 3 trận đấu nên dù đã có 1 điểm, nhưng chúng tôi vẫn còn 2 trận đấu nữa để hướng sự chú ý của mình đến nó. U17 Nhật Bản đang tập trung thực hiện mục tiêu của mình là giành vé đi tiếp ở giải đấu này, đồng thời lấy vé dự vòng chung kết U17 World Cup. Moriyama chia sẻ thêm, ở trận ra quân, U17 Nhật Bản đã chơi áp đảo trước U17 Uzbekistan nhưng lại bị đối thủ cầm hòa với tỷ số 1-1. Do đó, U17 Nhật Bản buộc phải thắng U17 Việt Nam ở màn so tài trực tiếp để tự định đoạt số phận của mình. Huấn luyện viên Moriyama cho rằng trận hòa trước U17 Uzbekistan không phải là kết quả lý tưởng với chúng tôi, nhưng nó cũng không phải là một kết quả tồi. Thử thách cho chúng tôi ở trận đấu tiếp theo đó là khả năng phục hồi của các cầu thủ. Đây là một giải đấu kéo dài nên chúng tôi sẽ xoay tua để các cầu thủ có được phong độ và thể lực tốt nhất. Nói về trận đấu với U17 Việt Nam, huấn luyện viên Moriyama tự tin cho biết, mục tiêu chính của chúng tôi ở trận đấu với U17 Việt Nam là sẽ ghi bàn vì nó rất quan trọng để hoàn thành được nhiệm vụ. Trận đấu giữa đội tuyển U17 Việt Nam vs U17 Nhật Bản sẽ diễn ra lúc 17 giờ chiều ngày 20 tháng 6 trên sân Rajamangala ở Bangkok.